cái đàn heo con của mình. Hôm nay là buổi sáng ngày thứ nhất nè các bạn. Hôm nay thì mình sẽ quay cập nhật cho bạn xem là mình tập cho heo con uống sữa ngày đầu tiên nha. Đó, con heo mẹ nó rất là khôn luôn, nó nằm xuống nó nằm từ từ các bạn. Đó. Rồi hiện tại là 16 con nha các bạn, còn đủ 16 con nha. 1 2 3 nè. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Đó, chùm này là 4 con nha các bạn. 16 con thì chiều hôm nay thì mình sẽ tập cho nó uống sữa nha. Sáng hôm nay thì mình sẽ pha 1 muỗng amoc bột, mình cho mỗi con uống 2 c sáng chiều. Rồi buổi trưa thì mình sẽ bấm răng, mình cắt đuôi. Buổi chiều thì mình sẽ cho uống amoc bột một lần nữa, rồi mình sẽ để sữa xuống, mình tập cho nó uống sữa ngày đầu tiên luôn nha các bạn. Theo mình đánh giá là cái con nái này là nó rất là ít sữa luôn, nên mình tập cho nó uống sữa với amoc với cám tập ăn, để xem là cái đàn này bao nhiêu ngày thì nó uống sữa được và bao nhiêu ngày thì mình để cám tập ăn vô cho nó nha. Cho đối với trường hợp mà tầm chừng 4-5 ngày mà các bạn tập ăn á, nếu mà các bạn không có cám tập ăn thì các bạn dùng cám sau khi tách bầy cũng được, nhưng mà các bạn ưu tiên dùng cám loại tốt xíu nha, bao mà 500 mấy á các bạn. Cái đó là trường hợp là mình tiết kiệm, mình không có dùng cái cám tập ăn. Nếu mà các bạn dùng cám tập ăn á, thì nó sẽ đầy đủ dinh dưỡng hơn, thì con heo nó sẽ no tròn hơn. Cái cám mà sau khi tách bầy á, thì nó cũng no tròn, nó cũng đủ dinh dưỡng đó các bạn. Nhưng mà vấn đề cái là giống như là cái đường ruột con heo á, nó còn nhỏ, nó hơi yếu, nên ăn cám nó thì nó chưa có tốt lắm. Nó ăn cũng vẫn được bình thường, nhưng mà đánh giá là nó chưa tốt thôi. Đó, đây là đàn heo tổng thể của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó uống amoc bột trước đi, rồi buổi trưa mình bấm răng cắt đuôi nó, rồi buổi chiều mình cho nó uống amoc bột, mình tập cho nó uống sữa nha. Heo của mình buổi trưa nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình bấm răng và mình cắt đuôi heo nha. Cắt đuôi thì mình cắt bằng kìm điện nha các bạn. Về phần cắt đuôi heo các bạn thì mình sử dụng cái kìm điện như vậy nè. Thì các bạn bỏ cái đuôi con heo vô cái răng chỗ cái lỗ này nè. Các bạn đợi cái kìm điện này nóng thiệt là nóng đi. Cái kìm này thì nó có công tắc ở đây nè, thì các bạn bật tắt công tắc. Thì khi nào mà đợi cái kìm nóng thiệt là nóng đi, rồi các bạn đút cái đuôi con heo vô ngay chân chỗ cái lỗ này nè, rồi các bạn bóp từ từ xuống thôi. Rồi bắt đầu con heo nó đứt cái đuôi ra là cái sức nóng của cái kìm á, là nó đã làm tái ngay chân chỗ bị cắt rồi, là nó không ra máu được. Thì các bạn nào mà kiếm chưa có cây kìm này á, thì liên hệ với mình sẽ chia lại cho các bạn. 219.000 là mình bao ship cho các bạn luôn nha. Cây kìm như vậy nè, đó, nguyên hộp luôn các bạn. Có hộp gì nè, shipper giao tới nhà cho các bạn là 219.000 là mình bao ship. Còn các bạn có cần mình tư vấn về vấn đề gì á, thì các bạn cứ kết bạn qua Zalo đi, các bạn cứ nhắn tin hoặc là gọi điện cho mình đi, thì mình sẽ tư vấn thêm cho các bạn nha. Thì mình vừa bấm răng và mình cắt đuôi cái đàn heo của mình xong nè các bạn. Các bạn nhìn thấy cái đuôi của nó nè, mình quay cho các bạn xem cái đuôi của nó, đầu đuôi nó trắng trắng đúng không? Là cây kìm điện là nó bấm vô giống như là nó tái thịt chỗ đó vậy các bạn. Là cái đuôi con nào cũng đấy, nó cũng tái tái cho đó chừng nè. Đây nè. Các bạn thấy không? Cái đuôi nó tái 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 chừng à. Các bạn sử dụng kìm điện giống như mình á, cắt đuôi heo là heo nó không có ra máu, con heo nó không có mất sức, là rất an toàn luôn các bạn. Kìm điện kìa, nó đó. Đó, mình máng cái kìm điện đó đó, xài là bình thường nha các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn pha sữa cộng amoc để tập cho heo con uống sữa sớm và tập cho heo con biết ăn sớm nha. Ở đây là cái amoc của mình nè các bạn. Ở đây là cái amoc của mình nè các bạn. Amoc này rất là mịn luôn nha. Các bạn nhìn kỹ là nó chiếu chiếu giống như là tiết vậy đó các bạn. Nó nhìn kỹ là mới thấy nha. Nó rất là mịn luôn. Cái này ngọt mà dạng ngọt lạc các bạn. Ngọt mà lợ lợ thêm. Ngọt mà dạng ngọt lợ các bạn. Ngọt mà lạc lạc á. Nó không phải giống như các dòng amoc khác mà nó bị đắng đâu. Thì ở đây mình hướng dẫn các bạn là một muỗng cà phê amoc mình bỏ vô đây. Còn ở đây là sữa tươi có đường nha các bạn. Các bạn dùng sữa nào cũng được nha, miễn là sữa tươi có đường là được nha. Các bạn gửi lên, các bạn thấy không, amoc nó tan hết trơn nè. Mình thường xài là amoc của hãng Anova hoặc là hãng A3. Các bạn xài hai hãng này thì nó tốt, hiệu quả. Còn những cái hãng khác là mình chưa có xài, nên mình chưa có biết cái hiệu quả của nó nữa.
Nếu mà các bạn muốn xài cái amox giống như của mình á thì các bạn cứ nhắn tin qua Zalo với mình đi. Nếu mà các bạn kiếm không có hai hãng thế này á thì các bạn muốn xài giống như của mình á thì các bạn cứ nhắn tin qua Zalo với mình đi. Thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn, mình chia lại cho các bạn để các bạn xài, để các bạn trải nghiệm thử coi mình làm video các bạn làm theo của mình coi là nó đúng như vậy hay không. Cái đàn này nó dành bú nè các bạn. Hồi lúc sáng á, là mình đã cho nó uống amox bột một cử rồi, chiều là mình cho uống một cử rồi. Rồi mình bấm găng mình cắt đuôi luôn rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ để ca sữa này xuống để mình tập cho nó uống sữa nha. Cái đàn này á, là con heo mẹ nó sữa không đủ các bạn. Các bạn thấy không? Bầu sữa không có bao nhiêu hết trơn á. Với có một số con nó bị nhô xương sống nè, là sữa mẹ nó cung cấp không đủ. Mình để một bịch sữa. Bây giờ hiện tại là 4 giờ chiều, mình sẽ để đến 7 giờ sáng hôm sau luôn. Tại vì sữa này á có amox vô rồi thì không sao hết, các bạn cứ yên tâm đi. Một bịch các bạn để từ sáng tới chiều, rồi bắt đầu là một buổi chiều các bạn để một bịch với một muỗng amox nữa, các bạn để tới sáng hôm sau cũng vẫn không sao hết. Đó, hôm nay là ngày đầu tiên mình tập cho heo con uống sữa. Các bạn theo dõi cái clip của mình với theo các bạn theo dõi cái clip này, rồi các bạn tham khảo thêm những cái clip trước mình đã làm tập cho heo con uống sữa. Mình dự đoán á, là bầy này ngày thứ hai là nó uống hai bịch sữa đổ lên rồi. Ngày thứ hai là mình có thể để cám tập ăn vô cho heo con ăn được rồi. Đây con heo mẹ này nó ít sữa lắm. Đó, hiện tại là đàn mình 16 con nha. Hôm nay là ngày đầu tiên mình tập cho nó uống sữa nè. Rồi để ngày mai nữa thì mình cập nhật cho các bạn xem thêm nha. Tối mình có ra chuồng nữa thì mình sẽ cập nhật cái lượng sữa này nè. Nó uống hết bao nhiêu thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xem. Mình cập nhật cho các bạn xem heo mình hôm nay là ngày thứ hai nè các bạn. Đây cái đàn 16 con ngày thứ hai nè. Hồi chiều hôm qua mình để một bịch sữa một muỗng amox cho các bạn xem đó. Sáng nay 7 giờ rưỡi ra là xong hết các bạn ơi. Uống sạch bon hết trơn luôn rồi. Khả năng hôm nay là uống hai bịch luôn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình pha thêm một bịch sữa một muỗng amox để xuống cho nó nữa nha. Con mẹ nó đang chờ cho ăn nè. Mình chưa cho ăn nữa. Bày bên đây tí nữa ăn cháo nha. Đây. Ô, con bự phóng qua đây luôn rồi. Thằng ơi đang cách ly nó mà nó đang cách ly nó mà nó nhảy qua nó ăn cái bụng kìa, cái bụng trong bóc luôn. Mấy con kia cái bụng xẹp nó, bụng trong bóc nó qua nó ăn thức ăn của mấy con này luôn rồi. Đây nè. Đó. Rồi mình đang quay cái đó rồi, mình sáng mình ra rồi mình phát hiện cái đàn heo của mình nó tự đẻ luôn các bạn, nó rớt xuống 2-3 con luôn. Đây nè, 7 con. 1 2 3 4 5 6 7 con. Đó. Bây giờ thì mình tiếp tục pha sữa cho đàn heo mình uống nha. Đây một muỗng amox nè. Một muỗng amox nè. Ở đây sữa chế vô là không có tan nha. Amox của mình là dạng như ngọt lợi nha các bạn, không phải amox đắng nha. Rồi bịch sữa mình đã chế xong nha. Rồi mình lắc đều, mình lắc sơ qua nè. Đó, nó tan đều, bắt đầu mình để xuống cho nó. Các bạn cứ làm theo cách của mình đi, đảm bảo là hiệu quả heo của các bạn biết ăn sớm luôn. Đó. Rồi mình để sữa với amox xuống rồi thì nó bú một tiếng xong sữa mẹ nó hết á thì nó qua nó bú được nó uống sữa ngoài đó nha. Để mình bắt cái con này lại thử coi nó uống không. Chạy rồi, nó chạy đi kiếm vú rồi. Đây là ngày thứ hai nha các bạn, có gì thì buổi trưa buổi chiều thì mình sẽ cập nhật nó uống sữa thêm cho các bạn xem nha. Ăn không cần đợi tới chiều luôn các bạn ơi, không cần đợi tới chiều để cập nhật các bạn xem đâu, cập nhật ngay bây giờ luôn nè. Nó vừa con mẹ nó vừa đứng lên ăn rồi nó quay qua nó uống sữa nè. Các bạn nghe nó uống chốc 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 luôn nè. Đó nó uống chốc chốc luôn á các bạn. Hôm nay là ngày thứ hai nha. Để nhiều khi á, là mình quay đổ sữa rồi quay qua ngày sau là cái máng không, các bạn không tin là nó uống hết. Đó hôm nay là mới ngày thứ hai thôi, hồi nãy là nó nằm bú con mẹ nó mình cho ăn rồi nè. Mình đang cho ăn cám phối trộn, trộn với cám công nghiệp nè. Đó, cả bầy nó qua nó bú luôn, tại vì con mẹ này nó rất là ít sữa luôn. Nên ngày thứ hai là nó uống sữa ngoài rồi. Hôm nay nếu mà mình cho uống thả ga luôn, nó uống 3 bịch, 4 bịch có luôn á. Mới có buổi sáng thôi mà bây giờ một bầy nó quay qua là nó uống gần hết một bịch rồi nè. Các bạn xem nè, hồi nãy một bịch sữa bây giờ nó còn chán đít thôi. Nó bu quá trời luôn rồi nè. Một tí nữa là mình để bịch khác cho nó nữa đó. Hôm nay là ngày thứ hai của đàn 16 con nha các bạn. Uống sữa.
Rồi hôm nay nó uống bao nhiêu bịch thì mình cập nhật cho các bạn xem luôn. Ngày đầu tiên á là nó chỉ làm quen thôi, thì có thể là như ngày đầu tiên đó các bạn, nó ví dụ như ngày đầu tiên mà sữa mẹ nó ít, nó bú không đủ á, thì buổi sáng thì nó chỉ đập làm quen thôi, buổi chiều bắt đầu là nó biết chỗ nó mới uống dần. Hôm nay là ngày thứ hai là nó biết chỗ rồi, mai mốt là mình để sữa là nó bu lại nó uống đó. Như đàn bên đây nè các bạn, đàn bên đây là ăn cắm mạnh rồi, mình để cắm khô rồi nè đó. Rồi quay lại sữa này cho các bạn xem luôn nè, lần nữa nha. Rồi để chiều mình cập nhật cho các bạn xem thêm nha. Để nhiều khi các bạn không tin là heo của mình ngày thứ hai là uống sữa. Nếu mà chiều mà nó uống được nhiều luôn á, đáng lẽ là buổi chiều là mình bỏ thêm cám tập ăn luôn á, nhưng mà đợi ngày mai mình sẽ bỏ thêm cám tập ăn cho nó. Heo của mình nãy giờ nó uống sữa được khoảng gần 1 tiếng nữa các bạn. Lúc 7 giờ rưỡi mình để, bây giờ là 8 giờ 20 nè. Nó uống hết, bây giờ nó ngủ luôn rồi nè. Đó, mấy con bên đây thì còn bú nữa nè. Hôm nay là ngày thứ hai nha các bạn. Ngày hôm qua mình để buổi chiều là để tới sáng là nó uống hết rồi. Sáng 7 giờ rưỡi mình để tới 8 giờ 20. Gần 1 tiếng là nó uống hết một bịch nữa rồi. Rồi để một tí nữa đi, khoảng 1-2 tiếng nữa đi rồi mình hãy để thêm. Tại vì bây giờ nó đã uống sữa no rồi, mình để vô nữa thì nó cũng không uống đâu. Nên từ từ thì mình hãy để nha. Rồi hôm nay là ngày thứ hai nha các bạn. Buổi sáng ngày thứ hai nha. Một bịch sữa, một muỗng ngâm ốc. Rồi bây giờ hiện tại là 11 giờ trưa các bạn. Mình sẽ để nó một bịch sữa, một muỗng ngâm ốc nữa nha. Đây, đây là một muỗng am ốc. Am ốc của mình nó rất là mịn luôn nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn xài am ốc giống như của mình á, thì các bạn kết bạn Zalo với mình đi, thì mình hỗ trợ mình chia lại cho các bạn xài nha. Thường á, thì mình xài của hãng Anova hoặc là hãng A3. Đó, bây giờ thì mình chế sữa vô nè. Cái am ốc này nó ngọt lợ lợ nha các bạn, nó ngọt nhạt nhạt nha, chứ không phải là am ốc nó đắng nha. Đa số á, là thường thường á, các bạn là đa số là nó hơi nhẫn nhẫn, không có ngon nên heo nó không có uống. Còn am ốc của mình để xuống là heo con nó uống bình thường nha. Rồi mình mới để xuống á các bạn, thì khi nào mà heo nó hay thì nó sẽ lại nó bú nha. Khi nào mà heo nó hay á, thì nó sẽ lại nó uống. Còn bây giờ nó chưa hay đâu, tại mình mới để xuống nè. Có hai con này nó uống rồi nè. Để mình kêu đàn nó lại. Đây mình bắt ra nè. Hai con nó uống quá trời luôn các bạn. Hai con này các bạn thấy nó lòi xương sống không? Là mẹ nó không đủ sữa. Là hai con này nó uống sữa không đủ nè, nên nó uống sữa ngoài nha. Thì có thể là chiều nay hoặc ngày mai thì mình sẽ bỏ cám tập ăn vô nha các bạn. Đó, đàn heo mình 16 con nha. Hôm nay là ngày thứ hai nè. Hôm nay là buổi trưa ngày thứ hai. Rồi để buổi chiều thì mình cập nhật thêm cho các bạn xem nha. Cái này mà mấy con này nó bu lại thì nó uống đâu có ba hồi đâu. Mấy con này nó bu lại nó uống thì đâu có mấy hồi mà hết một bịch thì đâu các bạn. Đó, bốn con nè, nó giành nhau nó bú nè. Những con khác bây giờ nó sắp, những con khác bây giờ nó bắt đầu nó bu lại rồi nè. Uống tí xíu là hết rồi. Đó, rồi mình quay qua trở lại với cái con mà nó tự đẻ sáng hôm nay nè. Cái con này đẻ xong rồi các bạn ơi. Con này đẻ được 9 con nha. Trong sọt này là 8 con nè. Ở ngoài này một con, ngoài này có một con nó đẻ sau, cái chân nó hơi yếu nên mình cho nó bú trước đi. Đợi cho nó bú xong đi rồi mình thả những con mạnh này ra chung với nó luôn. Rồi đến những ngày tiếp theo á, thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xem thêm. Heo của mình ngày thứ hai uống được 2 đến 3 bịch sữa và ăn 1 đến 2 nấm cáo là bình thường nha các bạn. Để mình quay cho các bạn xem, các bạn cứ theo dõi hết clip đi, coi coi mình nói đúng hay không nha. Nãy giờ là nó uống được nửa bịch rồi đó các bạn, hơn nửa bịch rồi đó, bây giờ chỉ còn chán máng thôi nè. Bịch này là bịch thứ hai, ngày thứ hai là bịch thứ hai luôn rồi đó. Các bạn, cái heo mình buổi chiều thứ hai nè các bạn, nhìn thấy mà ghê luôn. Đó, các bạn biết nguyên nhân sao mà heo mà sáng trắng tinh mà bây giờ đen thui luôn không? Là do mấy con heo bên đây nè các bạn, nó kê mỏ vô, nó ủi cái miếng mủ cho trên gớt đó, chỗ cái con heo đó đứng đó. Xức cái miếng mủ đó ra, rồi nguyên một đàn nó lọt xuống. Nó lọt xuống rồi thêm heo thịt ở ngoài nữa. Heo thịt ở ngoài rồi nó xúc nó chạy vòng vòng, heo con nó cũng sợ nữa. Rồi nó gom vô trong gốc đó các bạn, 16 con nó gom vô trong gốc đó, nó nằm một cục. Rồi thả, nó kiếm vú mẹ nó la quá trời la luôn. Mà hồi sáng bịch sữa lúc mình để 11 giờ á,
thì khoảng chừng một tiếng là nó uống hết rồi. Buổi chiều nay thì mình pha sữa, mình để cám tập ăn vô cho các bạn xem thử nha. Hôm nay là chiều ngày thứ hai nha các bạn. Rồi ở đây thì mình pha sữa thì cũng như lúc sáng nè các bạn, một muỗng amox nè, một bịch sữa. Có điều một cái là khác, một cái là mình bỏ cám tập ăn vô. Đó, sữa mình đổ xong rồi. Heo con nó quá trời đổi luôn các bạn ơi, nó bù mẹ nó dữ lắm luôn, chắc nó bị nó rớt xuống đây cũng lâu rồi đó. Rồi bây giờ mình để cám tập ăn vô nha. Cám tập ăn này á, là hơn nửa nắm đó các bạn, mình hốt hơn nửa nắm cứng á. À, các bạn lưu ý nha, các bạn không có cám tập ăn á, các bạn tiết kiệm á, thì các bạn dùng cái cám mà sau khi tách bày cũng được, bao mà 25kg mà 400 mấy 500 mấy đó các bạn, thì các bạn dùng loại cám đó cũng được, nhưng mà heo khoảng chừng một năm ngày đổ lên đi rồi các bạn hãy dùng loại đó. Tại vì heo mà mới đẻ á, thì đường ruột nó còn yếu lắm, cái sử dụng cái cám đó thì nó ăn cũng được bình thường đó, nhưng mà nó mình không có khuyến khích các bạn sử dụng cám đó nha. Cái cám đó thì mình từ 5 đến 7 ngày thì mình hãy cho ăn, còn cái cám tập ăn á, là bao nhiêu ngày tuổi thì mình để vô ăn cũng được nha. Đó, ở đây mình để khoảng chừng 10 phút đi cho nó tan hết đi, rồi bắt đầu là mình để xuống cho nó ăn. Cái này một chút nữa mình để xuống là nó bu nó mê dữ lắm luôn các bạn ơi, nó đói dữ lắm luôn rồi đó. Coi coi nó lạnh nó gung nè. Nè, con này lạnh nó gung nè, nó nằm gung nè. Nó rớt chắc cũng lâu lắm rồi. Mình vô nhà hồi lúc 1 giờ mấy các bạn, bây giờ là gần 4 giờ rồi. Rồi nó bú mẹ nó rồi các bạn. Để một tí nữa nó bú xong á thì mình để xuống cho nó ăn nha. Đó, ngày thứ hai đen thùi lùi luôn, để bữa nào trời nắng đi mình tắm cái đàn heo này cho nó trắng lại. Cám mình vẫn còn đang ngâm nè, tí nữa nó bú xong là để xuống là vừa đó. Rồi bây giờ cám của mình nó tan rồi nè các bạn, mình để xuống nha, nó vẫn còn bú mẹ nó nè, để xuống coi có con nào nó lại nó uống sữa ngoài hay không nha. Nó bú thì bú chứ không no đâu các bạn. Rồi để mình dời mấy con này ra, bắt nó ra không cho bú nó mẹ nó, coi coi là nó uống sữa ngoài không nha. Có mấy con nó mê bú rồi nó không uống sữa ngoài các bạn ơi, chỉ uống sữa ngoài mấy con thôi. Để một tí nữa nó ngưng bú đi rồi mình quay tiếp cho các bạn xem. Bây giờ là chỉ có một con này là nó uống sữa ngoài thôi. Bây giờ nó đang mê bú. Và một tí nữa sữa mẹ nó không đủ thì nó cũng phải uống sữa ngoài thôi, tại vì cái con này mình nhìn cái bầu vú của nó là mình biết nó ít sữa rồi nè. Để ngày mai thì mình cập nhật cho các bạn xem thêm nha. Nãy giờ nó bú các bạn là có con chạy ra uống rồi chạy vô, chạy ra chạy uống chạy vô. Thì nãy giờ 10 phần á, thì nãy giờ hết khoảng 3 phần thôi, bây giờ là còn 7 phần nha. Rồi sáng mai mình sẽ cập nhật cái máng sữa này cho các bạn xem. Hôm nay là ngày thứ hai mình đã để cám tập ăn vô nha các bạn. Ở đây các bạn là mình thường sử dụng là Amox của hãng Anova hoặc là hãng A3. Thì các bạn xài hai hãng này á, thì mình đảm bảo các bạn là hiệu quả giống như trong video mình nha. Đó, khi nào mà các bạn mà không tìm được hai loại Amox này á, thì các bạn cứ liên hệ với mình, thì mình sẽ hỗ trợ mình chia lại cho các bạn để các bạn áp dụng coi là đúng như mình nói hay không nha. Có một số anh chị á, là đã theo dõi kênh của mình 2 đến 3 năm nay rồi, mình hướng dẫn cho uống sữa cộng Amox và cộng cám tập ăn. Thì có rất nhiều anh chị đã áp dụng cái phương pháp của mình thành công rồi. Các bạn mới vào nghề á, thì các bạn muốn tập cho heo con ăn sớm, lớn đều, thì các bạn áp dụng thử một lần đi, coi là hiệu quả như thế nào nha. Để buổi tối mình đi cập nhật heo cho các bạn xem nè các bạn. Coi buổi tối mà cá nó lên luôn nè. Nhà mình hơi thấp, mưa bão không gài, nước nó ngập rồi nè các bạn. Lên một cục gạch luôn á. Đây các bạn xem ở sau nhà mình nè, nước nó ngập nè. Yêu cầu mưa bão vào tháng này á là các bạn, là nước nó ngập khắp hết trơn luôn. Nước nó ngập như vậy nè, nên buổi tối á, là mình ngán đi ngoài chuồng lắm. Đó, bên đây là nó ngập nước dữ lắm luôn, mình không có đem cái đèn kia, không có gọi cho các bạn xem rõ. Nè, mình phát nước nó chạy nè. Đó các bạn thấy chưa? Đó, buổi tối mà nước nó ngập đó, còn bên đây á, thì nó cao hơn nha, bên đây thì nó không có ngập. Để mình đi coi coi con heo là nó uống được cám sữa là bao nhiêu rồi. Để mình lại đây mình cập nhật cho các bạn xem nha. Ở chỗ đó gọi không thấy các bạn ơi. Để mình đi lại đằng này mình gọi lại nè. Ở trong video á, thì các bạn nhìn không rõ nha. Còn mình đứng ở ngoài này á, là ví dụ như hồi chiều là 10 phần,
mà nó uống được khoảng 8 phần rồi, còn 2 phần á, là cái cám nó kẹo các bạn, nó uống không nổi nên nó còn dư lại cái phần đó. Đó các bạn thấy không, cái máng nó có chỗ trắng, chỗ cái chỗ mà máng lồi lên inox, một chỗ mà lồi lên sữa đó, cái đó là cám nó còn dính lại chán đít đó. Đây cái đàn heo của mình nè. Đó, 16 con bú buổi tối các bạn. Rồi sẵn thì mình đi lại mình cập nhật cho các bạn xem cái đàn heo của mình mới đẻ hồi lúc chiều nè, mới đẻ hồi lúc sáng mà nó tự đẻ nè, được 9 con đó. Mình quay các bạn xem nha, 2 4 6 7, bây giờ nó nằm đây 2 con là 9 con nè. Hôm nay buổi sáng ngày thứ ba nè các bạn, mình cập nhật cho các bạn xem nha. 17 16 con nè, đây 4 con nè. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Đó, bày mình 16 con ngày thứ ba các bạn. Hồi đêm hôm mình quay cho các bạn xem đó, nó còn trắng đít đó, thì sáng nay nó còn bao nhiêu nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ pha một bịch sữa, một muỗng amox và tăng lên một nắm cám nha các bạn. Một nắm là hơi nhiều hơn một nắm xíu nha. Buổi sáng nay á, cám mình đã ngâm xong rồi các bạn, nó hơi kẹo xíu nha. Bây giờ mình để xuống. Rồi mình để xuống mà nó mê bú mẹ nó. Bây giờ mình cho mẹ nó ăn, mẹ nó đứng lên rồi bắt đầu là nó sẽ qua nó ăn cám nha các bạn. Mình quay quá trình nó ăn cho các bạn xem nha. Đó, mình đã đổ cám cho con mẹ nó, mẹ đứng dậy ăn nè. Rồi heo con nó sẽ chạy về bên đó, nó sẽ ăn bên đó nha. Để mình đuổi heo con nó giặt giặt qua bên đó. Rồi mình đuổi nó thì có một số con đi, một số con không đi các bạn. Mấy con bên đây á, thì nó qua nó ăn nè, nó dành nè. Nó đói lắm rồi. Hôm nay là buổi sáng ngày thứ ba nè, nó uống sữa cộng amox và cộng cám tập ăn. Tại mấy con kia nó chưa hay các bạn, nó còn nhỏ nên nó chưa hay á, chứ nó hay rồi là nó ăn cũng giống như mấy con này luôn á. Đó, các bạn thấy nó bu lại nó ăn chưa? Ngày thứ ba thôi nha các bạn. Hôm qua chiều ngày thứ hai là nó đã ăn sữa amox và cộng cám tập ăn được rồi, thì hôm nay là sáng ngày thứ ba thì nó ăn khỏe bình thường các bạn. Hôm nay là nó ăn 3 bịch cộng 3 nắm cám là bình thường nha. Buổi sáng nó ăn tí nữa, khoảng chừng tiếng rưỡi là dăng một bịch sữa với một nắm cám này rồi. Còn mấy con bên đây á, nó chưa biết. Con mẹ nó đứng dậy là nó dạt ra nha. Rồi một tí nữa thì mình cập nhật cái tình hình là coi là nó ăn được bao nhiêu, còn bao nhiêu nha các bạn. Đó, các bạn có tin mình là heo 2-3 ngày tuổi mà đã ăn cám tập ăn được chưa? Có nhiều bạn là không tin mình heo 2-3 ngày tuổi mà ăn được cám. Hôm nay thì mình quay trực tiếp cho các bạn xem đó. Mình làm nhiều clip cho heo uống sữa cộng amox và cộng cám tập ăn lắm rồi, mà tại các bạn không tin thôi, tại các bạn chưa áp dụng nên các bạn không có biết thôi. Đây, cái gì cũng vậy các bạn cũng phải học thêm thì các bạn sẽ áp dụng được thành công. Còn các bạn không làm theo, không có thử bày nào hết trơn á, thì các bạn đâu có biết quá trình mà nó ăn như thế nào. Các bạn cứ cho ăn theo truyền thống là heo của các bạn tầm 12-13 ngày đổ lên á, thì nó mới bắt đầu là ăn được vài hộp cám thôi. Còn heo của mình tầm 14-15 ngày nó đã ăn gành rồi, tầm 17 ngày là mình có thể tách bày được luôn đó. Nhưng mà mình không tách bày nha, tại vì con mẹ nó còn nuôi được. Lúc đó tách ra con mẹ nó cũng chưa lên giống nên tách ra cũng chưa có tác dụng gì hết. Mình cũng vẫn nuôi lên 21-25 ngày nha. Đây, như cái bầy này ở đây nè các bạn. Bầy này ở đây là mình không nhớ bao nhiêu ngày, chắc nó cũng tầm 10-15 ngày á, thì nó cũng đã ăn gành hết rồi nè. Heo của mình nãy giờ nó ăn khoảng được 7 phút nè các bạn. Nó uống hết trơn nước rồi, còn cái không à. Cái này thì chắc nó vét qua vét lại, chắc cũng cần tiếng hơn tiếng nữa, chắc cũng hết các bạn. Tại vì mẹ nó không đủ sữa đâu, các bạn thấy con nào nó cũng nhô sinh sống chứ không, là nó không đủ sữa đâu, bắt buộc là nó phải uống sữa ngoài. Nó ăn thêm cám tập ăn nữa thì nó mới đủ dinh dưỡng, tròn bóng và đều heo nha. Đó, mới bay lớn đó, cắn lộn tranh giành đầu đàn rồi. Rồi buổi trưa với buổi chiều thì mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn xem. Nay là buổi sáng ngày thứ ba nha. Buổi sáng thì để một bịch sữa, một muỗng amox và một nắm cám tập ăn. Thì hôm nay là khả năng uống được 2-3 bịch sữa và 2-3 nắm cám nha. Heo của mình hôm nay là buổi chiều ngày thứ ba nè các bạn. Buổi trưa mình ra chuồng mà mình quên đem điện thoại rồi, mình không có quay cho các bạn xem. Hồi buổi trưa khoảng 12 giờ trưa
là nó còn khoảng gấp 3 này nè các bạn. Bây giờ là gần 4 giờ chiều rồi, là nó gần hết rồi, bao nhiêu đây kẹo là nó không ăn đâu. Hoặc là mới mốt các bạn còn nhiều hơn xíu á, nó kẹo là nó không ăn đâu, các bạn nên thay đi nha. Tại vì hồi trưa là mình không có đem điện thoại nên mình không có quay cho các bạn á. Thì bây giờ mình sẽ thay cái mới cho đàn heo mình nha. 16 con các bạn. Gùi quá trời luôn rồi. Đàn 16 con nha. Rồi mình cho con heo mẹ đứng dậy ăn rồi các bạn. Bây giờ mình để cám xuống cho heo con ăn nha. Hôm nay là ngày thứ 3 nha các bạn. Rồi mình để cám heo con xuống rồi đó các bạn. Chỉ giờ chỉ đợi heo con nó lại nó uống sữa với amốc với cám tập ăn này thôi. Đó các bạn thấy nó bu lại nó ăn chưa? Một con đi gai vô, một con ăn chút xíu à là nó cũng hết nữa. Đáng lẽ là hôm nay là mình để ba cử luôn, cử trưa là mình để tới chiều là một cử rồi đó. Nhưng mà mình không có để do mấy ngày đầu á là cái đường ruột heo con á nó cũng còn yếu nên mình cho ăn hai cử là được rồi. Rồi bắt đầu ngày mai là ngày thứ tư á thì bắt đầu mình tăng lên, mình sẽ tăng ba cử nha. Ba bịch ba cử, buổi sáng một cử, rồi buổi trưa tới buổi chiều là một cử, rồi buổi chiều tới buổi sáng mai là một cử. Đó, đàn mình 16 con, hôm nay là ngày thứ ba. Uống hai bịch sữa và ăn hai nắm cám tập ăn nha các bạn. Con mẹ nó đứng dậy ăn rồi đó. Lúc mà con mẹ nó nằm xuống nó bu lại nó bú không à. Khi con mẹ đứng dậy thì bắt đầu nó mới súng bên súng lại, bắt đầu là nó mới ăn nha. 2 ngày đến 3 ngày là ăn được cám bình thường nha các bạn. À, các bạn lưu ý vấn đề này nha. Các bạn đừng có nói mình là nói dốc, nói này nói kia mà heo mới có 2-3 ngày tuổi mới ăn được cám. Đây là một video mà mình quay thực tế cho các bạn xem để các bạn tham khảo, để các bạn trải nghiệm nha. Các bạn có làm thử thì các bạn mới có thành công nha các bạn. Chứ các bạn nhìn mà các bạn không làm thử thì cũng không có thành công nha. Các bạn lưu ý là mình thường sử dụng là amốc của hãng Anova hoặc hãng A3 nha. Bởi vì amốc này nó rất là ngon, heo con nó rất là thích ăn luôn. Tại vì có một số loại amốc là nó hơi bị đắng và bị nhẫn nên heo con nó không chịu ăn nha các bạn. Các bạn cho ăn, các bạn cho uống sữa với cám tập ăn này là bắt buộc phải có amốc nha. Không có amốc là heo của các bạn tiêu chảy. Thì các bạn đừng có đổi thừa mình gì nha. Mình đây là hướng dẫn chi tiết để cho các bạn làm luôn rồi đó, chứ mình không có hướng dẫn gì sai gì hết trơn á. Các bạn làm đúng theo quy trình của mình thì chắc cú là sẽ thành công nha. Rồi qua những ngày tiếp theo á, thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xem thêm nha. Nó ăn từ đây chắc khoảng từ 9-10 giờ tối là hết cám này luôn rồi, là hết cháo đặc luôn á. Là khoảng chừng 1 tiếng thôi là nó uống hết nước rồi, chỉ còn cái đặc thôi. Cái đặc á, thì nó kẹo quá thì nó ăn không nổi, với phần là nó ăn chậm. Nhưng mà nó vẫn ăn hết nha. Giống như hồi sáng là mình để một nắm cám với một muỗng amốc với một bịch sữa đó. Thì tới chiều 3 giờ mấy á, thì nó cũng ăn hết cháo đặc luôn rồi. Thì cái máng này tới sáng mai thì nó cũng vậy nha các bạn. Đây nè các bạn, tính tối là mình ra mình cập nhật cho các bạn xem thêm. Mà nãy giờ nó ăn nè các bạn. Nó ăn con này ra xong tới con kia ra nữa. Con này vô ăn xong tới con kia vô. Ăn muốn hết luôn rồi. Bây giờ là 4:35 các bạn. Rồi một tí nữa, tối tối một chút nữa. Bây giờ mình đi công chuyện. Rồi khoảng 7 giờ tối mình sẽ vô chuồng này mình thay cho nó nữa nha các bạn. Mình sẽ để sữa mới cho nó nữa. Đó, hôm nay là ngày thứ 3 nha các bạn. Ăn rất là mạnh luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cập nhật tình hình buổi tối ngày thứ 3 cho các bạn xem nha. Hồi buổi chiều mình quay bao nhiêu, bây giờ nó cũng còn bao nhiêu các bạn ơi. Kẹo quá nó ăn không nổi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ thay bịch mới cho nó nha. Đó, buổi tối ngày thứ 3, hiện tại bây giờ là 7:45 nha các bạn. Mình mới đi công chuyện về rồi mình đi vô chuồng nè. Đó, mấy đàn heo bên đây nè. Qua coi cái đàn 8 con bên đây coi, 9 con. 2, 4, 5, 6 9 con nha các bạn. Rồi cái đàn bên đây coi nè, không chịu ngủ. Rồi nó vẫn còn mê bú mẹ nè các bạn. Nãy giờ mình ngâm khoảng được 5 phút rồi, mà cái điện thoại mình sắp hết pin rồi. Bây giờ mình để đại xuống đi. Rồi nó uống được bao nhiêu thì uống nha. Rồi ngày mai mình sáng mai mình sẽ kiểm tra lại. Nó vẫn còn hộp hộp nữa nè. Mình để đại đó đi. Nó bú xong là nó quay qua là nó uống hết nước sữa luôn các bạn.
cái nè, mấy con này lại là chắc nó uống nước sữa trước nè. Các bạn thấy nó dành không? Nó uống thì chót chót luôn á. Mấy con này nó chưa hay thôi, mấy con này nó còn mê bú mẹ. Chứ mà nếu mà nó hay á, và nó ra nó bú chung với hai con kia rồi, uống sữa chung với hai con kia rồi đó. Rồi hôm nay á, thì mình cập nhật cho các bạn xem bao nhiêu đây. Ngày mai á, thì mình cập nhật thêm cho các bạn xem nha. Rồi tối nay đêm thứ ba nè các bạn, mình vẫn cập nhật cho các bạn xem. Nước vẫn còn ngập chưa rút các bạn ơi. Đây nè, quá trời nước luôn, quá trời ngập luôn rồi. Để xem coi là hồi lúc 7 giờ, bây giờ 10 giờ, coi là nó uống được bao nhiêu sữa rồi nha. Nó uống không nhiều các bạn ơi, nó uống khoảng mới khoảng 50% thôi. Rồi để buổi sáng coi là nó uống hết hay không nha các bạn. Đó, ở đó là nó còn khoảng 50% nha các bạn. Con mẹ nó ngủ rồi. Rồi bây giờ thì mình đi vô thôi nha. Mai mình cập nhật cho các bạn xem thêm. Quá trời nước ngập nè. Đây nè các bạn, nước nè. Hết luôn rồi nè các bạn. Nó chỉ còn một tí xíu chán đít, giống như buổi chiều ngày hôm qua vậy đó các bạn. Thì sáng nay là ngày thứ tư nha, mình sẽ thay cái máng sữa mới cho nó. Đàn 16 con. Hôm nay là khả năng là uống 3 bịch đến 4 bịch sữa, 3 đến 4 nắm cắm là bình thường nha các bạn. Hôm nay là ngày thứ tư nha. Hôm nay buổi sáng ngày thứ tư nè. Đó, đèn mình chưa tắt luôn nè. Rồi mình đã pha cám cộng amốc và cộng sữa xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình để xuống á thì nó chưa có ăn đâu. Bây giờ mình sẽ cho con heo mẹ nó ăn. Rồi bắt đầu là nó sẽ bu qua nó ăn cái này nha. Rồi đây nè các bạn, mình mới vừa đổ cám cho con heo mẹ nó ăn nè các bạn. Bắt đầu heo con nó bu qua nó ăn nè. Đó, hôm nay là buổi sáng ngày thứ tư nha. Hôm nay là ăn 3 bịch sữa, 3 nắm cám là bình thường nha các bạn. Ngày thứ tư nha. Đây là hình ảnh ăn thực tế nha các bạn, chứ không phải là cắt ghép nha. Đó, có nhiều bạn không tin heo ngày thứ ba, có nhiều bạn không tin heo ngày thứ hai, ngày thứ ba ăn được cám, uống được sữa. Cái video này là mình test thực tế cho các bạn xem nè. Bây giờ là 11 giờ trưa nè các bạn. Heo của mình lúc sáng mình để một bịch sữa, một muỗng amốc cho một nắm cám tập ăn á. Thì bây giờ nó uống chỉ còn một phần thôi, nhưng mà bây giờ nó kẹo quá thì mình thay luôn nha. 11 giờ trưa giờ mình để tới chiều luôn nha các bạn. Giờ nó ăn xong rồi, nó bú xong rồi, nó ngủ hết rồi nè. Hôm nay là ngày thứ tư nha, buổi sáng ngày thứ tư. Rồi bây giờ mình để cám xuống cho hay đàn heo mình ăn nha các bạn. Cái này là nó chỉ ngâm nở tương đối thôi chứ nó chưa có nở hết nữa. Đó, hôm nay là buổi trưa ngày thứ tư, bịch sữa thứ hai và nắm cám thứ hai rồi đó. Đó, các bạn thấy nó ăn chưa? Mê chưa? Rồi mình cập nhật cho các bạn xem tình hình heo uống sữa amốc cám tập ăn nha. Hôm nay là buổi chiều nè các bạn. Đó, cái máng nó khô gan luôn rồi, nó không còn ướt nữa. Là cái này nó ăn hết lâu rồi nó mới khô các bạn. Có chỗ này nó còn hơi ỉ nè, bên đây là nó khô luôn rồi nè. Đó, hôm nay là buổi chiều ngày thứ tư nha. Bây giờ thì mình sẽ để cám, sữa với amốc thêm cho nó nha các bạn. Mình để tới sáng mơi luôn nha. Hôm nay là mình cho, dù cho nó một chút nữa nó ăn hết á, thì mình cũng cho nó ăn bao nhiêu thôi. Hôm nay là ngày thứ tư là chỉ cho ăn 3 bịch sữa, 3 muỗng amốc và 3 nắm cám tập ăn thôi. Nếu mà lên ngày thứ sáu, thứ bảy á, thì heo ăn gành không có vấn đề gì á, thì các bạn có thể là giảm liều amốc lại còn khoảng chừng nửa muỗng thôi nha. 16 con nha các bạn, hôm nay là ngày thứ tư nè. Rồi ở đây sữa mình đã tập cho nó uống xong rồi nè các bạn. Đó, mình để xuống đi, rồi một tí nữa mình cho heo mẹ ăn là nó bu lại nó uống nha. Đó, coi con này nó uống rồi nè.
bây giờ đợi con nó chạy kìa, tính đâu sao không mà chạy lạng 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 vậy. Rồi con mẹ nó đứng dậy ăn rồi các bạn ơi, heo con cái nó bu qua nè, cái này chắc làm tăng là hết rồi. Chiều ngày thứ tư nha các bạn, các bạn lưu ý là mình thường xài Amox của hãng Anova hoặc là hãng A3 nha. Hai hãng này thì mình thấy là chất lượng heo sử dụng là ok các bạn, heo thích ăn nha. Rồi heo mình sáng hôm nay là ngày thứ năm nha các bạn, ngày hôm qua là uống 3 bịch sữa 3 nấm cám nha, sáng nay là hết rồi nè. Hôm nay là ngày thứ năm thì mình để thêm cho nó, hôm nay là khả năng là mình sẽ tăng lên 4 bịch nha các bạn, 4 nấm cám, 4 bịch sữa 4 nấm cám nha. Rồi ở đây sáng ngày thứ năm là mình để cám cộng Amox và cộng sữa xuống nè các bạn. Con heo mẹ này không đủ sữa nha các bạn, nên heo con nó ăn ở ngoài rất là mạnh luôn nha. Heo con bắt đầu bu lại ăn rồi các bạn ơi. Ngày thứ tư, hôm nay là ngày thứ năm của đàn 16 con nha. Đàn heo mình buổi chiều ngày thứ năm nè các bạn, lúc sáng giờ là nó uống một bịch sữa, một muỗng Amox và một nấm cám, nó hết lâu rồi. Nhưng mà hồi trưa giờ mình đi công chuyện á, mình không có vô chuồng nên chiều nay thì mình mới thay cho nó nha. Hiện tại bây giờ là 4 giờ chiều, 4:05 nha, mình thay cái bịch sữa mới cho nó với thêm cám cho nó nha, ngày thứ năm nha các bạn. Hôm nay là gành lắm rồi, giờ để xuống là tự chạy lại chứ không cần kêu nữa, sành sỏi lắm rồi. Rồi hôm nay là buổi chiều ngày thứ năm, mình để cám sữa cộng Amox, mình để là sữa cộng Amox và cộng cám tập ăn xuống cho heo con mình ăn nha. Đó các bạn, để xuống là nó nhào vô liền.
là cái đàn 16 con của mình nè các bạn. Mình đã tập cho nó uống sữa cộng amox và cộng cám tập ăn. Heo của mình 2 ngày là uống được 2 bịch sữa và 1 đến 2 nắm cám tập ăn là chuyện bình thường các bạn. Các bạn lưu ý nha, phụ thuộc vào cái đàn heo của các bạn là sinh ít con hay nhiều con, và phụ thuộc vào sữa mẹ nó ít hay nhiều nữa, mà heo con nó uống sữa sớm hay trễ. Nó uống được hết các bạn, mà do là sữa mẹ nó nhiều nên là có đàn á là 4-5 ngày hoặc 5-6 ngày để mới uống sữa ngoài. Còn những đàn ít sữa giống như của mình nè, ngày đầu tiên là đã uống rồi, chiều ngày đầu tiên là đã uống rồi. Các bạn tham khảo lại những cái clip trước của mình á, mình cũng tập cho heo con uống sữa, ngày thứ hai là đã uống được sữa và được cám tập ăn là chuyện bình thường các bạn. Các bạn mới mà nuôi 1-2 nái mà dùng cho nuôi lâu năm luôn thì các bạn chưa có áp dụng lần nào thì sao các bạn biết là không áp dụng được thành công. Hiện tại là trên 23.000 anh chị theo dõi clip của mình, thì cũng có một số anh chị đã áp dụng theo cái clip của mình là đã thành công. Chưa có anh chị nào phản hồi với mình là áp dụng mà không thành công hết. Các bạn lưu ý về vấn đề này, cái gì cũng vậy, mình có áp dụng, mình có thử nghiệm thì mình mới biết là thành công. Chứ không có ai mà làm sẵn cái là các bạn áp dụng cái là ok liền. Các bạn muốn thì các bạn phải áp dụng thử coi là nó đúng như vậy không, coi nó thành công hay không. Ở đây điển hình nè các bạn, là đàn 16 con của mình nè. Mình mới để cám khoảng chừng 15 phút thôi, bây giờ nó ăn chỉ còn là khoảng chừng 2% thôi. Nhưng mà cái đó là kẹo, nó ăn thêm một tí nữa là nó bỏ rồi. Kẹo quá là nó nuốt không nổi các bạn, nên các bạn lưu ý nha. À, mỗi bịch sữa thì các bạn bỏ tầm 2 nắm cám đổ lại thôi, các bạn đừng bỏ nhiều là kẹo là nó bỏ đó. Nó ăn không nổi, nó nuốt không nổi. Chỉ có heo lớn là nó mới ăn nổi thôi, còn heo con là ăn không nổi đâu, chủ yếu là nó uống được cái nước á.